là thử nghiệm của chúng ta đã kết thúc sau 30 phút, từ 2 giờ đến 2 giờ 30. Và hiện tại là ở đây thì có thể quan sát là trứng chân chảo đã chín, phần lòng trắng ở ngoài đã chín rất kỹ, là thành màu trắng và đã khô luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Phần là lòng đỏ thì vì lòng đỏ có diện tích dày nên là sẽ không chín được ngay, nhưng mà đã ở trạng thái rất là sánh và sệt chứ không lỏng như là trứng sống. Phần lòng trắng thì đã chín rất là kỹ, có thể bóc ra ở đây.